Vụ thu 70.000 trên một ngày nhưng bữa ăn lèo tèo, gỡ biển trường mầm non. Thưa quý vị, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho hay, trường American Montessori International School Trần Hữu Dực, gọi tắt là AMIS, không phải trường mầm non và đã bị yêu cầu gỡ biển tên quảng cáo. Trao đổi với báo chí, sáng ngày 4 tháng 4, bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết đã nhận được phản ánh của phụ huynh về cơ sở AMIS Trần Hữu Dực, địa chỉ số 30 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có chất lượng bữa ăn cũng như chất lượng giáo viên chưa đảm bảo. Bà Tâm cho hay, trong dữ liệu đăng ký và quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo, AMIS Trần Hữu Dực chỉ là lớp mầm non độc lập, không phải trường. Bà Tâm cũng khẳng định trên địa bàn quận Nam Từ Liêm hiện nay không có trường quốc tế. Bà Tâm nói, chỉ một trường Montessori duy nhất được Bộ thẩm định chương trình và cấp phép, còn lại các trường khác nếu có chỉ dừng ở mức ứng dụng theo phương pháp Montessori, nhưng với điều kiện giáo viên phải có chứng chỉ dạy học về phương pháp này. Theo bà Tâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu cơ sở này dỡ biển trường vì không làm đúng theo quyết định được cấp. Tên trên biển có chữ quốc tế là không đúng. Theo quyết định, chuẩn tên của cơ sở là lớp mầm non độc lập AMIS Trần Hữu Dực chứ không phải trường, bà Tâm phân tích. Bà Tâm cho biết, hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành của quận Nam Từ Liêm gồm đại diện công an, y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tiếp tục kiểm tra các nội dung cơ sở này. Trước phản ánh của phụ huynh về bữa ăn của trẻ, đại diện ban điều hành AMIS cơ sở Trần Hữu Dực cho hay, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là hình ảnh một phần bữa ăn hàng ngày của trẻ. Đại diện cơ sở này nói, thông thường trẻ sẽ có 4 bữa ăn chính và phụ trên một ngày. Trái cây hàng ngày được cắt nhỏ để đảm bảo an toàn khi các con ăn. Tất cả đồ ăn bữa chính và bữa phụ luôn được bổ sung để con có thể lấy thêm nếu có nhu cầu. Đại diện cơ sở này cho hay, sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về bữa ăn, ngay lập tức rà soát và chấn chỉnh sự việc. Về phản ánh giáo viên chưa có đầy đủ bằng cấp, vị này cho hay, một giáo viên đang trong quá trình thực tập ở AMIS đảm nhiệm vị trí giáo viên hỗ trợ giáo viên chính trong việc chăm sóc trẻ. Vị này nói, giáo viên này có chuyên môn về sư phạm và sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào thời gian tới. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực giáo viên mầm non ở Hà Nội thời gian gần đây, đây là nguồn bổ sung tạm thời cho cơ sở. Theo vị này, thời điểm hiện tại, AMIS đã lập nhiều kế hoạch tuyển dụng và đào tạo giáo viên về chuyên môn giảng dạy, năng lực tiếng Anh và các kỹ năng khác, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên hiện tại. Vị này nói, chúng tôi cam kết sẽ giữ ổn định trong tổ chức nhân sự của các lớp học trong giai đoạn này. Về vấn đề nhân sự quản lý, vị này cho biết, để đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, trong ngày 2 tháng 4, AMIS Trần Hữu Dực đã bổ nhiệm quản lý trực tiếp mới. Ban điều hành AMIS cơ sở Trần Hữu Dực xin nhận toàn bộ trách nhiệm đối với các nội dung sự việc được phản ánh và thừa nhận cơ sở đã có thiếu sót trong công tác vận hành và quản lý nhân sự, dẫn đến những trải nghiệm không mong muốn của phụ huynh. Vị này chia sẻ, chúng tôi mong muốn các con không bị gián đoạn việc đến trường, vui chơi và học tập, mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của phụ huynh để tập thể giáo viên, nhân viên có cơ hội tiếp tục chăm sóc, đồng hành cùng các con. Đi thi đấu SEA Games 32, không cần thành viên ăn theo đi du lịch. Thưa quý vị, do không có đủ kinh phí, Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia phải giảm quân số dự kiến từ 1.018 thành viên xuống còn trên dưới 900 người. Trong 118 người cắt giảm, có khoảng 30 vận động viên. Tổng số vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ còn khoảng 714 người. Cắt giảm thành viên đoàn SEA Games là vì xem xét và tính toán về kinh phí, con số đã đội lên cao hơn dự kiến. Tiền bạc có hạn cho nên phải tính toán chi ly. Chuyện này cũng đúng thôi. Nhưng việc cắt giảm phải đảm bảo không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Muốn không ảnh hưởng đến thành tích thì phải ưu tiên giữ lại lực lượng vận động viên, còn cắt bộ phận gián tiếp. SEA Games dự kiến đoàn có 1.018 thành viên thì chỉ có 714 vận động viên, còn lại là các lực lượng khác. Đã từng có những giải, người đi theo quá đông, báo chí phản ánh nên người bị nêu tên xin rút lui. Đi thi đấu thể thao cần vận động viên, không cần thành viên ăn theo đi du lịch. Chỉ đạo chuyên môn thì có huấn luyện viên, quan chức đi theo đông để làm gì? Ví dụ như SEA Games 30 tại Philippines, đoàn Việt Nam có 850 thành viên, trong đó có 568 vận động viên, còn lại 288 là thành viên khác. SEA Games 31 tại Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam dự đại hội với 1.341 thành viên, trong đó có 956 vận động viên, 385 thành viên khác. Mặc dù không thi đấu ở nước ngoài, nhưng quá đông thành viên kèm theo cũng tốn kém kinh phí cho đoàn thể thao. Phải cắt giảm các thành viên đi theo trước, ở những vị trí không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng thi đấu của vận động viên, sau đó mới đến những vận động viên còn yếu hoặc chấn thương, khó có khả năng đoạt huy chương. Cắt giảm nhân sự để dành tiền tập trung chăm sóc vận động viên, ở khách sạn tốt nhất, đi lại thuận tiện nhất, ăn uống chất lượng cao nhất. Còn nữa, tiết kiệm những chi phí không cần thiết để dành tiền thưởng thật xứng đáng cho vận động viên đoạt huy chương.
gỗ rừng chứ đâu phải cái kim. Thưa quý vị, liên tiếp nhiều vụ phá rừng vừa bị phát hiện, khởi tố tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và nhiều địa phương khác trong thời gian vừa qua đã và đang gây nóng dư luận. Mới đây nhất, Hạt Kiểm Lâm huyện Quảng Ninh và huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng xảy ra trên địa bàn. Hay tại Quảng Trị, cách đây vài ngày, ngoài việc khởi tố vụ án để điều tra, xử lý các đối tượng tham gia phá rừng nghiêm trọng ở xã Đắk Rông, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã kỷ luật các cán bộ, lãnh đạo vì buông lỏng quản lý. Câu chuyện phá rừng hiện đang là vấn đề gây bức xúc ở nhiều địa phương trên cả nước. Đặc điểm chung của các vụ phá rừng vừa phát hiện đều là một diện tích lớn rừng bị phá, trong đó có cả rừng phòng hộ, nhiều cây có đường kính lớn, các đối tượng phá đã vài tháng trước và không bị ai phát hiện. Không bị ai phát hiện, nghe rất lạ nhưng cũng đang rất là thật. Mặc dù để phá được chừng ấy diện tích rừng, lâm tặc không thể làm ngày 1, ngày 2 mà phải có thời gian. Và rồi, khi phát hiện rừng bị phá, ai cũng nói đến các vấn đề trách nhiệm. Nhưng khi nói đến trách nhiệm là câu chuyện đổ lỗi cho nhau. Có một điều chắc chắn rằng, giữ rừng không riêng gì là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm. Và mặc dù rừng đã được giao trách nhiệm quản lý cụ thể, nhưng thực tế một số nơi lại đang rơi vào tình trạng vô chủ, cha chung không ai khóc. Bàn về chuyện phá rừng, có đại biểu đã từng đặt vấn đề tại nghị trường Quốc hội rằng phải chăng có sự bao che, tiếp tay, thiếu tinh thần trách nhiệm quản lý của một bộ phận cán bộ chính quyền và cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm được giao. Điều đó cho thấy, phải xây dựng cơ chế quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, tổ chức để xử lý nghiêm. Đồng thời, cần phải xem xét công tác quản lý và sử dụng cán bộ tại địa phương, vì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác quản lý rừng phòng hộ lỏng lẻo, khiến rừng bị phá nát. Và quan trọng hơn, phải làm rõ việc có hay không tình trạng bảo kê lâm tặc của những người có nhiệm vụ. Gỗ rừng chứ có phải cây kim bỏ trong túi đâu mà lực lượng chức năng không biết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa nhận rằng tình trạng phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại một số địa phương còn diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Thống kê cho thấy, năm 2016 đến năm 2019, diện tích rừng thiệt hại lên tới 7.283 ha. Trung bình mỗi năm, chúng ta mất đi 2.430 ha rừng. Tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng từ nhiều năm trước là giải pháp kịp thời và cần thiết nhằm bảo vệ tài nguyên rừng. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra cho thấy rằng rừng vẫn đang chảy máu và khi không làm rõ trách nhiệm của lực lượng giữ rừng thì chuyện phá rừng quy mô lớn sẽ không bao giờ dừng lại. Bảo vệ rừng là nhiệm vụ rất cấp bách và người dân không cần nghe những lời biện minh khi rừng bị tàn phá.